Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Sau phần tin phản ánh một số hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an các cấp trong tỉnh thời gian qua là các phóng sự Trại giam Đắc Tân, Bộ Công an tổng kết 5 năm công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Kiểm điểm 5 người ở xã Ea Bông nghe theo lời phun rô. Bây giờ, kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Công an huyện Cờ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt xử lý hai đối tượng say rượu, dùng hung khí đánh bị thương cảnh sát giao thông khi đang thi hành nhiệm vụ. Đó là các đối tượng IVR Cam và Irobi, cùng trú tại Buôn Tờ Lan, xã Chư Pơng, huyện Cờ Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đi ăn nhậu, trên đường đi bộ về, thấy một tổ cảnh sát giao thông của công an huyện Cờ Rông Búc đang đứng làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại đoạn đường qua Buôn Edic, xã Chư Pơng, thì hai đối tượng này đã dùng cuốc xẻng đuổi đánh tổ cảnh sát giao thông, làm đồng chí Nguyễn Cao Dũng và Đỗ Mạnh Hùng bị thương, phải đưa đi bệnh viện chữa trị. Đánh vào đâu của người giao thông? Ngày hôm đó em uống rượu say, tại lúc đó em về em chạy nhà tới sân bóng thấy mấy công an bắt một cái xe vi phạm, em chạy theo, em lại bạc hai một cái cuốc, chạy theo em đắp một cái là ngã dưới đường. Sau đó là con anh giao thông chạy rủ nhà anh Tuấn, là em chi mặt. Sau đó anh Tuấn can lại, hai anh em chạy về. Hành vi của em đã sai hoàn toàn, mong mọi người sau này đừng cứ theo lời hai anh em nữa, em biết lỗi rồi. Hiện công an huyện Cờ Rông Búc đang lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng IVR Cam và Irobi về hành vi dùng hung khí gây thương tích những người đang thi hành công vụ. Một đối tượng giấu heroin trong dây buộc tóc để đưa đi bán vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt tạm giam. Đó là Ôn Thị Huệ, trú ở phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt quả tang Ôn Thị Huệ giấu 11 gói nhỏ chất màu trắng trong dây buộc tóc khi đang ở tại tổ dân phố 1, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Bước đầu, Huệ khai nhận đã mua heroin của một người đàn ông tên Phúc không rõ lai lịch tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 32 triệu đồng. Sau đó, Huệ giấu trong dây buộc tóc đón xe khách đến thành phố Buôn Ma Thuột để bán cho một người phụ nữ tên Ngọc không rõ lai lịch với giá 38 triệu đồng. Một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng thuốc lắc trong khách sạn vừa bị công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý tại khách sạn Hoa Lư ở số 18B đường Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc. Qua kiểm tra y tế, đã xác định các đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 5 đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk là Vũ Thị Nhung, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Anh Thịnh, Phạm Anh Tuấn, Trần Trung Kiên và một đối tượng là Vũ Doãn Hòa ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hiện, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã lập hồ sơ để đưa Vũ Doãn Hòa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk và giao các đối tượng còn lại cho địa phương tổ chức quản lý giáo dục cai nghiện tại cộng đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ. Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt xử lý một đối tượng có hành vi giật điện thoại và trộm xe máy. Đó là Phạm Đình Triều, thường trú tại thị trấn Buôn Rấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, tại thị trấn Buôn Đắp, khi thấy hai cháu nhỏ đang dùng điện thoại di động ngồi chơi điện tử, thì Triều đã giật chiếc điện thoại rồi chạy xe máy lên thành phố Buôn Ma Thuột, bán chiếc điện thoại lấy tiền tiêu xài. Sau đó, công an huyện Krông Anna đã truy bắt Triều về xử lý và làm rõ thêm trước đó, hắn còn lấy trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha của người dân ở thị trấn Buôn Đắp. Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam hai mẹ con có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Đó là Cao Thị Phương và con trai là Phan Duy Hằng Di, trú tại thôn Liên Hóa, xã Chư Cơ Pô, huyện Krông Búc. Hai mẹ con bà Phương đã vô cớ chặn đường, rồi dùng xích quấn quanh cổ bắt bà Đinh Thị Hường, trú tại thôn Bình Minh, xã Chư Cơ Pô, đưa lên xe máy, chở đến một khu rẫy vắng trên đường đi vào xã E Ngai. Tại đây, hai mẹ con Phương đã bắt bà Hường phải điểm chỉ vào một tờ giấy nội dung ghi rằng bà Hường có vay mượn tiền bạc của bà Phương. Thì em mới chạy theo bà Hương ạ, rồi giữ bà Hương lại ạ. Xong sau tiếp sau đó là kéo bà Hương lại xe, chuẩn bị đưa bà lên xe thì em có lấy dây xích quấn ngắn bùng ba rồi giữ cho mẹ giữ lại. Rồi tiếp lúc đó rồi mẹ ngồi sau giữ rồi em là người cầm lại chờ bà đi ạ. Lúc đó là trong cốp xe là có sẵn tờ giấy với tờ bút lắm. Mẹ ra xe lấy cho mẹ viết xong rồi kêu bà viết về giấy về nợ. Vì về nợ nâng của bà Hương và mẹ em. Mà em và mẹ em đã lỡ bắt bà Hương. Xong em nhận thức được đó là hành vi trái pháp luật ạ. Với kiểu giải quyết chuyện vay mượn nợ nần dân sự như vừa nêu, hai mẹ con Cao Thị Phương đã bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 123 của Bộ Luật Hình sự và bị tạm giam chờ xử lý. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt xử lý một đối tượng có hành vi giao cấu với trẻ em. Đó là Dương Tấn, ở xã E Nhuôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian lên thành phố Buôn Ma Thuột làm thuê, Tấn có quen biết quan hệ yêu đương và thuê phòng trọ, sống chung như vợ chồng với một bé gái mới chỉ 15 tuổi. Trong quá trình sống chung, Tấn đã dụ dỗ bé gái này quan hệ tình dục nhiều lần. Sau đó, vụ việc được Công an phường Thành Nhất phát hiện, báo đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Buôn Ma Thuột xử lý. Trước cơ quan công an, bước đầu, Tấn vẫn còn loanh quanh tìm lý do để bao biện cho tội lỗi của mình. Em tên Dương Tấn, sinh năm 96, em ở thôn B, huyện Đô Nát Lát. Hành vi tại của em là giao cấu với trẻ. Cũng do em không biết chính xác tuổi của bạn gái em. Mà em biết được bạn gái của em là 15 tuổi thì em có cảm thấy là hành vi em giao cấu với bạn gái em là sai. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Dương Tấn trước pháp luật về hành vi giao cấu với trẻ em theo Điều 115 của Bộ Luật Hình sự hiện hành. Mặc dù số phạm nhân đông và có rất nhiều đối tượng từng tái phạm, đối tượng ma túy nguy hiểm từng gây án nghiêm trọng trước khi vào chấp hành án. Nhưng trong 5 năm qua, Ban giám thị cán bộ quản giáo ở trại giam Đắc Tân của Bộ Công an đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả giam giữ, quản lý, giáo dục cảm hóa, cải tạo phạm nhân. Từ năm 2012 đến nay, trại giam Đắc Tân đã tổ chức 113 lớp học tập cho 3.537 lượt phạm nhân, 27 lớp tái hòa nhập cộng đồng cho 2.645 lượt phạm nhân sắp hết án, 75 lớp phổ biến thời sự chính sách pháp luật cho 35.669 lượt phạm nhân, 30 lớp học tập phòng chống ma túy, lao HIV cho 14.384 lượt phạm nhân. Kết hợp với trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Mơ Rắc, tổ chức 6 lớp học xóa mù chữ cho 162 phạm nhân. Ngoài ra, Ban giám thị trại giam Đắc Tân còn phối hợp với Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk, các phòng chức năng của Công an tỉnh, tổ chức giảng bài, hướng dẫn về pháp luật và tư vấn cho các phạm nhân. Song song với việc quản lý, duy trì quy chế giam giữ, tạo môi trường cho các phạm nhân cải tạo lao động. Từ năm 2012 đến nay,
Trại giam Đắc Tân cũng thường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và phát động những phong trào, việc làm có ý nghĩa, giúp cho các phạm nhân vượt qua mặc cảm, có thêm động lực, yên tâm học tập, cải tạo để sớm được hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Như phong trào phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi, làm báo tường, vẽ tranh với chủ đề khát vọng hoàn lương, tổ chức các hội nghị gia đình phạm nhân, gây quỹ tấm lòng vàng, quỹ tái hòa nhập cộng đồng. Với sự nỗ lực của các cán bộ, quản giáo trại giam Đắc Tân và sự giúp đỡ phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể, cùng ý chí hoàn lương mong muốn làm lại cuộc đời của các phạm nhân, từ năm 2012 đến nay, qua các đợt đặc xá, ở đây đã có 3.715 phạm nhân được giảm án tha tù trước thời hạn. Về việc tái hòa nhập cộng đồng, thì chúng tôi triển khai rất là sâu sắc. Và cán bộ chiến sĩ chúng tôi tổ chức thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Như việc tổ chức phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, khi phạm nhân chuẩn bị hết án thì chúng tôi đều tổ chức cho phạm nhân học tập, gọi là các lớp đầu ra, nhằm cho phạm nhân về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, tiếp xúc được những cái nhiều thành phần ở ngoài mà họ thấy rằng là họ từ bỏ những con đường phạm tội, tội lỗi người ta, những đối tượng móc ngoặc người ta bỏ. Và đồng thời qua cái xác minh và qua khảo sát thì phạm nhân về địa phương chấp hành tốt ở địa phương. Với những kết quả đạt được trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ và tập thể trại giam Đắc Tân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương chiến công hạng nhì, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp ghi nhận, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tại Buôn Cô, xã Ea Bông, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, các già làng, trưởng buôn cùng cán bộ chính quyền, công an các cấp đã tổ chức giáo dục nhắc nhở và đưa 5 người nhẹ dạ cả tin nghe theo Phun Rô ra kiểm điểm trước buôn làng. 5 người vi phạm bị đưa ra kiểm điểm trước buôn làng đó là Y Sơn Buôn Krông, trú tại Buôn Cô, xã Ea Bông, và Y Kin Enui, Y Khut A Đờ Rơm, Y Tuen Hờ Đức, Y Sơn Nghê cùng chú ở xã Ea Na, huyện Krông Anna. Trong đó, Y Sơn Buôn Krông ở Buôn Cô, xã Ea Bông là đối tượng đã đi xúi giục, lôi kéo 4 người kia cùng tham gia đi làm những chuyện ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trong buôn làng. Qua lời tự kiểm điểm của Y Sơn Buôn Krông, thì vào tháng 8 năm 2013, Y Sơn Buôn Krông đã dùng điện thoại liên lạc với Y Mút Mờ Lô và Y Xích Nghê là các đối tượng phản động Phun Rô lưu vong ở Mỹ. Sau đó, hai đối tượng kia đã hứa sẽ gửi tiền về cho Y Sơn Buôn Krông để trả công đi nắm tình hình trong buôn làng báo sang Mỹ cho chúng. Sau đó, Y Sơn Buôn Krông còn lôi kéo thêm 4 người kia tham gia và cung cấp nhiều tin sai trái, xuyên tạc tình hình ở trong các buôn làng đưa ra bên ngoài cho hai đối tượng Y Mút và Y Xích. Trong quá trình tôi tham gia với Phun Rô lưu vong ở nước Mỹ là tại Nga, năm 2013 tôi đến đây, vì tôi liên lạc ở Foro lưu vong ở nước Mỹ, rồi giao nhiệm vụ cho tôi. Những việc làm sai trái đó của các đối tượng đã khiến cho các già làng, buôn trưởng và mọi người trong buôn cô rất buồn lòng. Hai cái đối tượng này là coi như sai hoàn toàn, bởi vì là coi như gọi điện thoại là coi như móc nối và lại coi như Phun Rô lưu vong ở nước ngoài, hầu như với Y Mút. Đấy, bởi vì nó ở trên nước Mỹ kia, bây giờ mình ở Việt Nam chúng ta này, bây giờ nó phá một cái hạnh phúc của gia đình là một, là phá kinh tế của mình là hai, làm sao mà nghe cái giặc cả tin nó được. Nhiều lần còn tôi còn đã còn mở một cái cuộc họp dân toàn cái địa bàn của Buôn Cô này. Đấy, tôi cũng phổ biến còn vì cái an ninh trật tự. Đấy, và an ninh chính trị trên địa bàn thôn buôn, không nghe không tin những cái bọn xấu xúi dục kích động bạo loạn diễn biến hòa bình của kẻ thù của địch, không nghe những cái xấu xúi dục trong phái nhà nước chúng ta. Đấy, cho tôi còn bởi vì là còn lúc nào mở cuộc họp là tôi phải nhắc nhở cái đó. Sau khi nghe các già làng, trưởng buôn và cán bộ các cấp tuyên truyền giải thích, Y Sơn Buôn Krông cùng những người vi phạm trên đã dần nhận ra sai trái của mình. Mình cũng nhờ sự quan tâm ở trong thôn buôn mình, rồi cả trưởng buôn và cán bộ an ninh xã và cả huyện cùng quan tâm
tôi biết tôi sai rồi phải sửa. Tôi dặn bà con mình đừng theo giống như tôi nữa. Tôi biết là tôi là sai rồi. Rút kinh nghiệm lại, cứ lo làm ăn và cho con cháu đi học hành. Qua câu chuyện lầm lỗi của Yson Buôn Krông ở Buôn Cô, xã Ea Bông, huyện Krông Anna, mọi người ở các buôn làng khác cần lưu tâm cảnh giác hơn để phòng chống những âm mưu kích động, lừa mị, chia rẽ phá hoại của các đối tượng phun rô lưu vong bên ngoài. Chương trình An ninh trật tự hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương trình này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.